Xin chào cả nhà. Hiện nay mình đang có mặt tại thác Suối Nghiêng thuộc đội 1 thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Phú Giềng, tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những thác nước còn khá là hoang sơ, mới mẻ nhưng mà rất đẹp các bạn ạ. Và có rất ít người biết. Hôm nay mình và những người bạn sẽ chinh phục thác này nhằm mục đích để check-in vị trí thác, giới thiệu cho mọi người cùng biết về thác Suối Nghiêng mà người dân địa phương còn gọi là thác Ông Đổng hoặc là thác đội 1. Không phải để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá ngọn thác này nhé. Các bạn cứ yên tâm để xe bên mép vườn cao su của nông trường 8 công ty cao su Phú Giềng. Sau đó lội bộ theo con đường triền dốc khoảng chừng 45 độ với những tảng đá suối khá bằng phẳng và chắc chắn như các bạn đang thấy. Từ chỗ để xe tiếp cận đến chân thác khoảng 20 mét. Nước ở đây mùa mưa cũng như mùa khô khá là trong và mát. Vâng, đây rồi, cuối cùng tôi cũng đã tiếp cận đến ngọn thác. Quả là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Để tôi tăng góc máy cho các bạn thấy toàn cảnh ngọn thác này nha. Theo tôi quan sát thì ngọn thác này cao khoảng 8 đến 10 mét, chắn ngang dòng suối đội 1 với bề rộng khoảng 15 mét. Nhìn thác khá giống với thác Đắc Mai của huyện Bù Gia Mập. Thời điểm chúng tôi đến là giữa mùa mưa tháng 7 dương lịch. Đây là thời điểm thác đẹp nhất trong năm các bạn ạ. Lượng nước đổ xuống vừa đủ này, khá hiền hòa. Các bạn có thể tắm và tổ chức nấu ăn ngay bên dòng thác. Hai bên thác là hai triền đồi thái đất với cây đương sỉ, tre, nứa, mọc kín, khoe sắc xanh, rủ bóng xuống dòng thác làm tôn lên vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí, nhưng cũng không kém phần hùng vĩ, đậm chất núi đồi cao nguyên đầy hấp dẫn và thu hút các bạn trẻ yêu phượt tới đây khám phá. Trong vlog tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ cách Suối Nghiêng khoảng 10 km. Đây là địa điểm du lịch khá nổi tiếng và hấp dẫn của tỉnh Bình Phước. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ kênh clip 365 của mình nhé bằng cách đăng ký kênh trên YouTube, bấm thích và chia sẻ các video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.